Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử 1.000 năm đấu tranh chống Bắc thuộc, lật đổ ách đồ hộ của phong kiến Trung Quốc của dân tộc ta, vào nửa đầu thế kỷ thứ 8 đã xuất hiện một vị anh hùng trẻ tuổi, xuất thân nghèo khó, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa không chỉ huy động được nhân dân cả nước đứng lên mà còn tập hợp được lực lượng quân đội của một số quốc gia lân bang, tạo thành một lực lượng hùng mạnh, làm nên chiến thắng lẫy lừng, đánh đuổi quân đồ hộ nhà Đường về nước. Người anh hùng dân tộc vĩ đại, người Việt Nam đầu tiên thực hiện việc liên hành, hợp tung một số nước Đông Nam Á để đánh đổ chế độ đô hộ của phong kiến Trung Quốc, đó chính là Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế. Sau thất bại của Lý Nam Đế, nhà nước Vạn Xuân, tên Việt Nam dưới thời Tiền Lý, rơi vào vòng đô hộ của nhà Tùy. Tới năm 622, nhà Đường thay thế nhà Tùy tiếp tục nền thống trị. Trung Quốc dưới thời Đường là một đế chế thịnh đạt cả về vật chất và văn hóa. Đó một phần là kết quả bóc lột nặng nề nhân dân trong nước và áp bức các nước ngoài biên cương, trong đó có Vạn Xuân. Về chính trị, nhà Đường bãi bỏ các quận, khôi phục các châu, đổi tên nước Vạn Xuân thành An Nam, Đô Hộ Phủ, vùng đất phía ngoại địa phía Nam thuộc quyền cai trị của nhà Đường, nhằm dập tắt và làm mai một ý chí đấu tranh của các tầng lớp nhân dân nơi đây. Để chống lại các phong trào đấu tranh trên vùng đất An Nam bấy giờ, nhà Đường huy động quân đội, dân phu, tiền của, ra sức đắp lũy xây thành phòng thủ ở Tống Bình, Hà Nội, ở Châu Hoan, Nghệ Tĩnh và Châu Ái, Thanh Hóa. Về kinh tế, nhà Đường chủ trương tăng cường khai thác kinh tế ở thuộc quốc, đẩy mạnh bóc lột các dân tộc nhỏ và mở mang buôn bán với bên ngoài. Hàng năm, nhân dân An Nam phải cống nạp cho triều đình nhà Đường nhiều lâm thổ sản quý như ngà voi, sừng tê, đồi mồi, trầm hương, vàng, bạc, nhiều sản phẩm thủ công địa phương như tơ lụa, đồ mây, bạch lạp. Đời sống của các tầng lớp nhân dân ngột ngạt, khổ cực và kinh tế hao mòn. Về xã hội, do chính sách khai thác bóc lột của nhà Đường, một bộ phận đông đảo dân chúng đã bị bần cùng hóa. Chiến tranh liên miên, thiên tai dịch bệnh càng làm cho đời sống nhân dân thêm khổ cực khó khăn. Điều này góp thêm một phần nuôi dưỡng ý chí anh dũng, sẵn sàng vùng lên, lật đổ ách áp bức bóc lột của nhà Đường trong trái tim mỗi người An Nam. Anh hùng áo vải họ Mai. Mai Thúc Loan quê ở Mai Phụ, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Không ai còn nhớ năm sinh ngày mất của ông, chỉ biết rằng thuở nhỏ nhà Mai Thúc Loan nghèo lắm, mẹ phải đi làm mướn cho nhà giàu và kiếm củi nuôi con. Đã thế, cậu bé lại chịu tiếng xấu là con không cha và nước da sạm đen xấu xí. Thế nhưng, Mai Thúc Loan cũng sớm bộc lộ thiên tư thông minh, sáng ý kỳ lạ và có sức khỏe tuyệt vời. Lớn lên, Mai Thúc Loan phải làm lụng, lo toan giúp mẹ đủ việc. Chú bé hết đi làm mướn cho bọn hào phú, lại theo mẹ vào rừng kiếm củi. Dù một tai nạn khủng khiếp diễn ra giữa buổi hai mẹ con đi kiếm củi trong rừng sâu. Nghe tiếng kêu thét của mẹ, Mai Thúc Loan kịp đến. Thì mẹ đã chết cục bên vũng máu, cạnh một con hổ lớn đang gầm gừ, quần đảo cắn xé man dợ. Hờn căm ngút trời, Mai Thúc Loan xông vào đánh nhau với mãnh thú, buộc con vật đang say mồi hung tợn phải bỏ chạy. Từ đó, Mai Thúc Loan sống cuộc đời mồ côi, cày thuê ở mướn cho các hộ trong làng. Nhà nghèo, Mai Thúc Loan không được học hành mà chỉ học lỏm để biết chữ, hiểu nghĩa sách. Lớn lên, Mai Thúc Loan là một chàng trai có sức khỏe phi thường. Thúc Loan là đồ vật lừng danh, từng ăn giải cạn ở nhiều nơi. Theo phương săn học hỏi rồi trở thành thợ săn lành nghề. Nhiều lần, Thúc Loan giết được chúa Sơn Lâm khiến dân trong vùng phải khâm phục. Vì vậy, mọi người suy tôn Mai Thúc Loan làm chức đầu phu, thủ lĩnh quân sự địa phương của làng. Châu Hoan ngày ấy luôn bị giặc Già Và, Côn Lôn cướp phá, nhất là ách đồ hộ tàn bạo của nhà Đường làm cho nhân dân vô cùng cực khổ. Vốn là người có chi lớn, căm thù bọn quan quân nhà Đường bạo người, quyết rửa nỗi nhục, đánh đuổi quân xâm lược. Và năm 722, nhân một lần bị quan thứ sử là Quang Sở Khánh bắt đi phu gánh vải tiến cống sang Trung Quốc. Mai Thúc Loan đã cùng những phu đi gánh vải chống cự, giết chết quan quân nhà Đường, rồi hô hào những người dân phu không đi gánh vải nộp cống cho chính quyền nhà Đường. Được mọi người tín nhiệm hưởng ứng, Mai Thúc Loan hô hào nghĩa sĩ cả nước đứng dậy khởi nghĩa, đánh đuổi bọn ngoại bang tàn bạo. Ông dựa vào núi Sa Nam, thuộc huyện Nam Đàn ngày nay, có địa thế hiểm trở để xây dựng căn cứ chống giặc. Đây là vùng rừng núi rậm rạp, nằm cạnh sông Lam, rất tiện cho tiến công, phòng thủ nếu bị tấn công. Ông lấy núi Vệ Sơn làm nơi đóng đại bản doanh của nghĩa quân. Ông cho đắp thành Vạn An, thành lũy vững chắc dài hơn 1.000 mét, lưng tựa vào rú đụn núi Hùng Sơn. Phía trong núi là dải thung lũng rộng vài chục mẫu, dùng làm nơi trữ lương thực và vũ khí.
Không để cho giặc giành tay, tháng 4 năm Quý Sửu 713, Mai Thúc Loạn quyết định giao quân trước, đánh thẳng vào Châu Trị, mở rộng địa bàn Hoan Châu cho cuộc khởi nghĩa. Cùng lúc đấy, nhà Đường không chỉ tăng cường áp bức, bóc lột nhân dân An Nam mà còn âm mưu dùng nước ta làm công cụ xâm lược và nô dịch cho các nước ở phía Nam bấy giờ nói chung. Và thêm vào đó, từ lâu giữa An Nam và các nước phía Nam đã có những quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa. Các sử gia, thuyền buôn của Java và một số nước phía Nam thường xuyên qua lại buôn bán ở các cảng thuộc Trung và Bắc Bộ. Cũng trong thời kỳ này, nhiều vị cao tăng An Nam trên đường hành đạo sang Ấn Độ thỉnh kinh cũng đã ghé thăm các nước vùng Nam Hải. Quân đội của Java, Champa và Côn Lôn đều có những mối thâm thù với quân đội nhà Tùy và Đường lúc bấy giờ. Họ chỉ thuần phục trên danh nghĩa nhưng luôn muốn tìm cách thoát khỏi sự kiểm toán này. Đây là một thuận lợi để các lực lượng quân sự trong khu vực cùng đoàn kết với nhau đánh tan quân đội nhà Đường trên đất An Nam vào thế kỷ thứ 8. Mai Thúc Loan phát hiện kẻ tội giặc Đường và kêu gọi người Việt đứng lên gìn giữ non sông. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Thúc Loan mở rộng địa bàn, xây thành Vạn An quy mô của một kinh thành. Mai Thúc Loan được sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân ở lưu vực sông Lam. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả hệ thống đồn lũy bao quanh thành Vạn An đã được xây dựng hoàn thiện. Cùng với việc xây dựng các đồn lũy, ông cũng không ngừng liên kết với các thế lực, nhân dân ở 32 châu quanh vùng. Hơn thế, Mai Thúc Loan còn mở rộng quan hệ với các nước Java, Sảo Oa, Chân Lạp, Kim Lân lúc bấy giờ để xây dựng một đạo quân mạnh đông tới 40 vạn người. Trước khi tiến đánh thủ phủ Đô Hộ ngoài Giao Châu, Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong lên ngôi hoàng đế, lấy vương hiệu là Mai Hắc Đế, vua đèn họ Mai. Và chỉ trong một trận ác chiến, Mai Thúc Loan đã chiếm được phủ thành Tống Bình, Hà Nội, đuổi tên trùm Đô Hộ Quang Sở Khách tháo chạy về nước, lấy lại Giang Sơn. Đất nước ta được giải phóng, nhân dân khắp nơi nô nức theo Mai Hắc Đế, lực lượng nghĩa quân tới hàng chục vạn người. Để trả thù và khôi phục bộ máy Đô Hộ, nhà Đường điều viên tướng giỏi là Dương Tư Húc đem 10 vạn quân viễn chinh cùng Quang Sở Khách đánh Mai Hắc Đế để bình định cõi Nam. Đó là cuối năm Nhâm Tuất 722. Mai Hắc Đế đem binh trấn giữ những nơi hiểm yếu để chặn đánh quân Đường. Song trước sức thiện chiến của kẻ địch, quân của Mai Hắc Đế không cầm cự được, lần lượt bị chúng đẩy lui khỏi Bắc Bộ, các huyện ven biển thuộc Thái Bình, Nam Định. Mai Hắc Đế và nghĩa quân dần co cụm về thành Vạn An. Dương Tử Húc cho bao vây thành Vạn An thành tầng tầng lớp lớp trong nhiều tháng. Quân Mai Hắc Đế dần cạn lương thực. Đúng lúc nguy cấp đó, Mai Hắc Đế lâm trọng bệnh. Biết khó qua khỏi, ông truyền ngôi cho con trai là Mai Thúc Huy, hiệu là Mai Thiêu Đế. Mai Thúc Huy tổ chức lực lượng phá vòng vây giặc, đưa thần phụ và quan quân rút về căn cứ Hùng Sơn. Tại đây, ngày 16 tháng 9 năm Quý Hợi 723, Mai Hắc Đế đã chút hơi thở cuối cùng. Dương Tử Húc huy động tổng lực tấn công căn cứ Hùng Sơn. Mai Thúc Huy cùng nghĩa quân mở cổng thành, quyết sống mái với địch. Do quân giặc quá mạnh, Mai Thúc Huy và nghĩa quân đã anh dũng hy sinh đến người cuối cùng. Dương Tử Húc cho quân san phẳng hai thành Vạn An vào Hùng Sơn rồi rút về Tống Bình. Sau khi Mai Hắc Đế qua đời, nhân dân đã lập đền thờ ông trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn, trong đền, hiện nay vẫn còn một bài thơ chữ Hán ca tụng công đức của Mai Hắc Đế như sau. Hùng cứ châu hoàn đất một vùng, Vạn An thành lũy khói hương sông, bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công, làm thủy trăng in tầm ngạc lặn, Hùng Sơn gió lặng khói lan không, đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Theo những ghi chép của sử sách để lại cho thấy, Mai Thúc Loan vào thế kỷ thứ 8 với tài năng và uy tín của mình đã thiết lập được một liên minh quân sự và tập hợp được một lực lượng quân sự lớn bậc nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của Đại Việt. Tiếc rằng, tài liệu ghi chép về liên minh này quá ít ỏi và không cho biết những điều kiện, những ràng buộc của các bên gồm những gì. Nhưng một điều chắc chắn là liên minh quân sự này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử đặt ra là lật đổ ách thống trị của nhà Đường trên nước ta. Khác với nhiều người trước đó và cả về sau, Mai Thúc Loan xưng đế mà không xưng vương, sử gọi là Mai Hắc Đế. Đây là một trong những cách mà ông sử dụng để khẳng định độc lập chủ quyền của đất nước. Ông chọn Vạn An làm vùng đất đế đô, tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lại, tiến hành nhiều chính sách tích cực, mang lại lợi ích cho tầng lớp nhân dân trong vòng một thập kỷ. Cuộc đời Mai Hắc Đế thật là ngắn ngủi. Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo tuy giành được thắng lợi to lớn, làm rung chuyển cả bộ máy đô hộ của ngoại bang. Thế nhưng cuối cùng,
đã bị kẻ địch dập tắt. Song ông đã để lại cho hậu thế một bài học lớn trong việc liên thủ giữa các nước Đông Nam Á để chống lại kẻ thù lớn là bọn bành trướng phương Bắc.